Xin kính chào các thầy cô và các chị đồng nghiệp. Nối cái buổi hội thảo thì đây em xin phép trình bày và về chẩn đoán hình ảnh đi căn ga ở bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa. Và trong có phần thứ nhất là về quan, thứ hai là các cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh của các lớp siêu phòng từ đấy được những dữ liệu tế bào gan, một số chẩn đoán phân biệt ở trên chẩn đoán hình ảnh và so sánh việc lựa chọn các cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh để chẩn đoán và theo dõi đối với di căn gan của ung thư đường tiêu hóa. Tiếp theo là đánh giá về di căn gan sau điều trị xít và kết luận một số khuyến cáo. Được trên gan là cái cơ quan di căn phổ biến ung thư nói chung và đặc biệt là ung thư của đường tiêu hóa nói riêng. Việc mà chúng ta phải chẩn đoán chính xác và mô tả thương rất quan trọng trong việc tiên lượng lựa chọn phương pháp điều trị và đánh giá sau điều trị theo dõi bệnh nhân. Cái việc mà để đánh giá được chính xác cái số lượng kích thước này thì chúng ta sẽ dùng phương pháp chẩn đoán hình ảnh. Thì trên các nghiên cứu thì chúng ta thấy là cái di căn gan thì các cái ung thư được càng và cả gầy thì tỷ lệ rất là cao, người ta càng lên đến 72% bệnh nhân và dạ dày 46 bệnh nhân cả dạ dày có di căn gan. Và về cái việc mà tại sao lại những cái bệnh tế ung thư đường tiêu hóa lại hay di căn gan, chúng ta thấy là có ba cái cơ chế. Thứ nhất là cho cái hệ thống tuần hoàn máu, thứ hai là cái nhu mô gan, thứ ba là cái bản chất của cái khối u. Về cái tuần hoàn máu thì cái việc mà có cái hệ thống máu lưu của hệ thống ống tiêu hóa được lưu về gan qua hệ thống tuần hoàn cửa, cái thì dẫn đến là cái tế bào ung thư có thể đi theo cái đường tổng máu này đi đến các cái tế bào của gan. Thứ hai là cái chức năng gan thì là xử lý máu, nên là đây là cái vị trí mà để đến các tế bào ung thư. Tiếp theo là cái nhu mô gan thì có điều kiện rất tốt cho cái tế bào ung thư phát triển, nó giàu dinh dưỡng, oxy và cái hệ thống sinh mạch ở vùng này. Và tiếp theo là chất khối u thì nó là tính chất ác tính, xâm lấn và di căn, nên là cái việc mà cái ung thư đường tiêu hóa thì cái tỷ lệ đi vào gan rất là cao. Thì chẩn đoán hình ảnh nó có các phương pháp siêu âm, các lớp vi tính cộng từ sử dụng phác đồ quang từ kia. Siêu âm là phương pháp đơn giản để tiện để thực hiện được rất nhiều cơ sở. Thường hình ảnh điển hình là cái nốt của huyết âm có biển ở xung quanh, nó mới tạo hình ảnh mắt bò. Ngoài ra thì cái hình ảnh di căn của trên hình ảnh siêu âm nó có rất là nhiều thay đổi, có thể là từ giảm âm, tăng âm hoặc hỗn hợp âm. Đây là trên hình ảnh siêu âm những bệnh nhân di căn từ cái đại tràng và di căn dạ dày, thấy các cái nốt có thể là những bệnh nhân mà chỉ có di căn một nốt, hoặc những bệnh nhân mà di căn có rất là nhiều nốt ở trong gan rồi. Tuy nhiên thì siêu âm sẽ có những cái một số cái hạn chế, bởi vì siêu âm là cái phương pháp trực quan, có thể sẽ bỏ sót các tổn thương nhỏ có khó quan sát, hoặc là ở những cái bệnh nhân mà béo hay là gan nhiễm mỡ nhiều, việc mà đánh giá cái phần gan ở sâu rất là khó đánh giá được, mà siêu âm thì có đánh giá được đầy đủ và chính xác các tổn thương. Nên là cái việc mà chúng ta cần phải chụp các lớp vi tính và cộng từ để đánh giá chính xác hơn. Đầu tiên là về các lớp vi tính. Lớp vi tính ba pha có thêm thuốc và thì trước tiêm thì động mạch và thì tĩnh mạch với độ dày lát cắt từ 1 đến 30 mét, có sử dụng thuốc cảm quang. Về cái hình ảnh điển hình của di căn ung tiêu hóa thì hình ảnh là các cái khối nốt dạng thì đọc trước tiêm thì có bôi hóa, và sau tiêm thì thường hay đấm bước kẹp có thể là có ngoại vi hoặc là ống viền. Tổn thương di căn này có thể đa số ở di căn của đường tiêu hóa là đa số là tổn thương di căn nghèo mạch, trên cái quan sát rõ nhất ở cái thị tĩnh mạch cửa thì cái tổn thương di căn cũng rất kém. Tuy nhiên thì có một số cái tổn thương di căn của đường tiêu hóa thì như u carcinoid có thể tổn thương di căn giàu mạch, chúng ta thấy là sau khi tiêm thuốc thì cái nốt khối di căn tổn thương này trong tĩnh mạch càng uống thuốc rất là nhiều. Ngoài sự kiện các thiết bị thì tổn thương di căn đầu mạch này, điện gan cũng có một số u khác có thể tổn thương di căn đầu mạch này, nó cần lưu ý như là GC, ung thư vú, phổi, melanoma hay là ung thư tuyến giáp. Thì các lớp vi tính thì có rất là nhiều ưu điểm, đánh giá chính xác là cái số lượng kích thước của di căn, tại vì nó đánh giá được thêm cái đánh giá về cái u của nguyên phát của đường ung tiêu hóa giai đoạn INM mình đã trước và sau điều trị. Ngoài ra đánh giá được các tổn thương của xương chậu, phúc mạc. Tuy nhiên thì có một số cái nhược điểm, ví dụ như là đối với những cái tổn thương nhỏ chúng ta có thể bỏ sót, hoặc là có khó chẩn đoán cần phân biệt như là một tổn thương như
cái ngang góc để nó lành, những cái tổn thương viêm áp xe chưa đến cái giai đoạn chuyển hóa. Cần là cái cụm từ thì đối với cụm từ thì khi sử dụng các tiết xung T1 in não phải và sát T2 và sát sử dụng thông điệp IC và sau tiêm tiêm Bendix. Về cái hình ảnh điển hình của dị ứng tiêu hóa là thường là cái dị ứng thì thường thấy nhẹ trên T1 tăng nhẹ vừa trên cái chữ T2 chỉ có tán ở trên chứ không chứ chưa chân sau tiêm thì trên ống thuốc của cái đường tiêu hóa này thì có tương tự như là cái tính các lớp vi tính tính những việc cái năng tính tối xung chuyên sân để đánh giá cái chế quyết tán thì trong cái các kết cấu tế bào u thì cũng được bước thường cái hạn chế quyết tán cái chuyên xung này rất là nhất trong cái việc và phát triển các cái tổn thương. Và tuy nhiên thì cái thông điệp này thì nó tăng có thể tăng trong các cái tổn thương khác ví dụ như là các cái u gan nguyên phát hay các tổn thương viêm cũng có thể là có chế khuếch tán, thế nên là cần phải phối hợp với các cái chữ xung khác và chữ xung sau tiêm để đánh giá. Trên cái chữ xung điệp thì có cái giá trị ADC thì theo các nghiên cứu thì cái giá trị ADC của thông tin can được chống tiêu hóa thường rất là thay đổi, có thể từ 0,94 cho đến 2,87, nên nó ít giá trị và sẽ phối hợp để đánh giá là có phải là hạn chế quyết thực sự không hay là phối hợp với cái dùng trước và sau tiên lên để chuẩn đoán phân biệt. Đây là một cái nhân mà ta thấy là những cái nốt của thường rất là nhiều thì được sau thấy điểm phát tuy nhiên thì trên cái số tiêm này có thể chúng ta có thể bỏ sót nhưng mà trên cái tuyến sông đi dần thì chúng ta thấy là những cái này chế cái tán rất là rõ và có giác cái này DC. Theo cái nghiên cứu thì cái độ nhạy của tôi chung kiến rằng so với cái các lớp vi tính thì tìm cái việc mà phát hiện các cái tổn thương được trước này thì cái độ nhạy trên cái chip này nó nhạy hơn các lớp vi tính giá trị cả 79% so với 50%. Cái độ nhạy của cái deep vision này với cái giá trị B càng cao thì sẽ càng tăng. Tiếp theo là một cái tổn thương di căn khác là di căn dạng A. Nếu ung thư được tiêu hóa thì có thể có hình ảnh của tổn thương di căn dạng A. Có thể nguyên nhân là cái khối u hoại tử hoặc là do cái di căn của ung thư của thể thể tiết dày. Hình ảnh thì thường là các cái tổn thương dạng A thành dày có vách ngầm khúc có phần dịch ở phía bên trong. Về cái di căn của cái u nhảy được tiêu hóa thì cái sinh T2 để nó tăng rất là mạnh tín hiệu tương đồng với việc u máu, tuy nhiên nó khác biệt về cái tính chất động học của sau tiêm. Tiếp theo là cái việc mà sử dụng thuốc đỗ quang tử là kiểu tế bào gan. Đây là một cái thuốc quang tử mới đang được sử dụng vì về cái cơ chế là cái tế bào ung thư thì nó không có tính chuyển qua thể để vận chuyển cái thuốc này vào trong, thế nên là cái gì sau tiêm và cả kỳ gắn vật sau cùng thì cái sẽ tạo ra cái lỗ ở cái gan và cái việc cái u này nó sẽ không đúng thuốc, nên cái việc nó sẽ tăng cái việc mà độ nhạy hiện cái tổn thương gan, đặc biệt là những cái tổn thương thứ phát gan có kích thước nhỏ. Cái tổn thương thì nó có một số cái việc như bệnh nhân cần phải phối hợp lý tưởng tốt nhất 20 giây rồi sử dụng cái thuốc của từ đặc hiệu thì có một số cái để có cơn có thể thoáng qua và cái giá thành thì cao phải tục lâu và cái cụm từ thì có thể sẽ không đánh giá được các cái một số cái tổn thương như xương chậu nó hạch bộ mạch chủ hay bó chậu các cái tổn thương nguyên phát hay là cái hạch hay là thứ phát của cái phúc mạc. Tiếp theo là cái việc mà so sánh cái độ nhạy hiệu của cái các lớp vi tính và cộng từ thì theo theo các cái nghiên cứu thì cộng từ có cái độ nhạy với các lớp vi tính ở cái di căn gan của đường ống tiêu hóa chúng ta phải tìm cái độ nhạy của cộng từ từ 90% và các lớp vi tính này từ 60%, và đặc biệt thì đối với những cái mà tổn thương di căn nhỏ kích thước nhỏ hơn 1 cm hoặc là những cái bệnh nhân mà trên cái nền gan nhiễm mỡ thì cái độ nhạy và độ cái độ nhạy của cộng từ cao hơn rất là nhiều so với cái các lớp vi tính. Tiếp theo là so sánh giữa cái các lớp vi tính cộng từ và cộng từ sử dụng cái thuốc đỗ quang tử đặc hiệu thì nghiên cứu thì cái việc mà sử dụng cái tuyến sông phối hợp rồi sử dụng tuyến sông diffusion và sau tiêm sử dụng thuốc đỗ quang tử thì có cái độ hệ độ đặc hiệu cao nhất 8%, và trong các cái nghiên cứu của Hildin thì cái việc mà sử dụng thuốc đỗ quang tử đặc hiệu ở những cái bệnh nhân mà có chỉ định phẫu thuật
đấy, chụp cộng từ đối với người đặc hiệu của gan thì sẽ xuất hiện thêm cái tổn thương nhỏ, nghĩa là thay đổi cái việc mà phẫu thuật ở một và bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật. Nghiên cứu thì thấy là cái việc sử dụng cái sóng bíp và cái thuốc đông giới thiệu thì phát hiện tốt hơn cái tổn thương nhỏ nhiều hơn trên cái cắt so với cái cắt lớp vi tính có tiêm. Tiếp theo là một cái phân tích tổng hợp đến năm 2015 có tất cả 39 bài báo với 1.989 bệnh nhân với gần 4.000 cái tổn thương thứ phát, thì cái việc sử dụng cái thuốc đối với hiệu kết hợp với sóng đít thì có cho cái độ nhạy cao nhất, và đối với những đặc biệt những cái tổn thương di căn kích thước nhỏ hơn 1 cm thì có cái độ nhạy lên đến 84%. Thế nên là người ta khuyến cáo là nên sử dụng cái việc mà kết hợp cái cộng từ có tiêm và thuốc đối với đặc hiệu và chữa sung diffusion của những cái bệnh nhân mà có tổn thương nhỏ, những bệnh nhân mà có tổn thương và có chỉ định phẫu thuật để đánh giá chính xác hơn về cái tổn thương thứ phát tại gan. Nếu một cái bệnh nhân thì trên cái phim cộng từ thấy được cái nhiều với tổn thương thứ phát hơn so với cái phim chụp cắt lớp vi tính. Tuy nhiên thì trên cái cộng từ thì những cái tổn thương mà cùng ngực hay là những tổn thương ở vùng xương chậu hay là thứ phát ở thức mạc của bụng thì cũng không đánh giá được, nên cái nhược điểm cái cộng từ so với cái cắt lớp vi tính. Phần tiếp theo xin trình bày về những cái chẩn đoán, một số cái chẩn đoán phân biệt mà đối với những cái tổn thương thứ phát tại gan trên cái bệnh nhân mà ung thư đường tiêu hóa. Một số cái tổn thương có phân biệt trên siêu âm hay cái lớp vi tính như là những bệnh nhân mà những cái tổn thương nang gan nhỏ hay là tổn thương phát nhỏ, đôi khi trên cái này lớp vi tính thường là những cái nốt nhỏ, những cái ngấm thuốc kém, cái việc mà phân biệt đôi khi cũng sẽ là khó, hoặc là những cái tổn thương viêm hay áp xe chưa dịch hóa, là những cái vùng đảo rất lành đang nhiễm mỡ cụ trú, những cái nốt nhiễm mỡ cụ trú thì cũng rất là khó cần phân biệt trên cái siêu âm cái lớp vi tính, hoặc là những cái phân biệt với những cái u nguyên phát của gan và đường mật. Thấy đánh giá thấy này các lớp siêu âm hay là cộng từ thì đầu tiên là đối với rất nhiều những bệnh nhân mà chúng ta phim lên trên bệnh nhân có ung thư đường tiêu hóa, chúng ta thấy những cái nốt giảm tỷ trọng và nó tốt kém ở sau tiêm, những cái nốt kích thước rất là nhỏ có thể từ 2 cho đến 5 mm. Cái việc mà đôi khi mà chẩn đoán phân biệt đây là một cái tổn thương thứ phát hay đây là một cái nang gan nhỏ thì những các lớp vi tính thì là nhiều khi rất là khó để đánh giá. Thường thì những cái nang thì nó thường có ranh giới rõ hơn, dịch trọng nó tạm dịch hơn, những cái tổn thương thứ phát thường có bờ mờ không rõ ràng, có thể những thuốc viện. Tuy nhiên thì với những cái nhỏ, cái việc mà đánh giá chính xác cái tỷ trọng nó là cái tỷ trọng thấp hay là cái việc mà tỷ trọng cái nang thường rất khó, thì cái thì chúng ta có thể phối hợp. Thứ nhất là có thể đối với những cái tổn thương mà nằm lông, những cái tổn thương chúng ta có thể siêu âm được, thì là em đi siêu âm, việc siêu âm đánh giá cái tổn thương này là một cái tổn thương dạng nang hay là một cái tổn thương dạng đặc, chúng ta hoàn toàn có thể phân biệt được. Và đối với những trường hợp ví dụ như là nằm ở vị trí sâu hay là siêu âm mà không thể quan sát được sát mỏng manh chẳng hạn, thì chúng ta sẽ sử dụng thêm cái thêm cộng từ để chúng ta phân biệt trên cái nang như thế, nó trên cái tuyến trung T2 cái thằng đó là tín hiệu của nang và không hạn chế khuếch tán. Tiếp theo cái tổn thương nữa là cái tổn thương viêm hay là áp xe gan mà chưa dịch hóa, những cái tổn thương này thường sẽ có cái đặc điểm gì nè, thì cái tổn thương vi tính là những cái bộ tổn thương nó xuất hiện đôi khi với cái giai đoạn nó chưa dịch hóa thì cái phần thành phần dịch giữa chúng ta có thể trên phim cắt lớp bình thường thì quan sát nó rõ ràng lắm. Nên là chúng ta một là sẽ dựa vào các cái dấu hiệu trên cắt lớp vi tính, ví dụ như là có cái tín hiệu như ta kết sai hay là có các cái vùng rối loạn tưới máu quanh cái tổn thương áp xe, hay là phối hợp thêm các cái lâm sàng xét nghiệm bị làm viêm được đánh giá trên cái tủy xung lộ lúc mà mọi người có nghe được em nói không ạ? còn nghe cái đường của nó hơi hơi giật giật. Vâng. Đây là một cái bệnh nhân mà có cái tổn thương áp xe gan, một bệnh nhân nhiễm trùng trên phim cộng từ chúng ta có thể chẩn đoán dựa vào các cái tuyến xung là trên cái tuyến xung phía dần thì chúng ta thấy là cái vùng chế tán và cái phần tương với phần thị trọng dịch, cái tín hiệu trên thế hại không ngấm thuốc
còn một cái nhân bên này cái tổn thương đi căn ga tổn tiêu hóa thấy là cái phần hạn chế quét tán là cái phần uống thuốc vỏ phía bên ngoài nó là hai cái việc mà chúng ta chuẩn đoán biệt giữa hai cái tổn thương này. Tiếp theo nữa là một cái tổn thương nhiễm mỡ đã đốt nhỏ u thì đây, những bệnh nhân mà có cái siêu âm chúng ta có thể thấy những cái nốt mà tăng âm mà rất khó phân biệt đấy là nhiễm mỡ hay là tổn thương vát và trên tim lớp vi tính thì trên các thì tổn tiêm động mạch thì tổn thương này thường sẽ là giảm trọng và cái này thì chúng ta cần biết là trên những chữ dung từ đặc biệt là cái chữ dung in phây và phây những cái nốt mà tổn thương nhiễm mỡ này thường sẽ là giảm tín hiệu trên áo phây so với trên in phây. Tiếp theo có tổn thương ảnh giảm là rất hay thường thấy ở trên tim các lớp vi tính hoặc cổng từ, nhất là cái giảm tổn thương quanh dây chằng liều, thứ hai là những cái tổn giảm tổn thương ở cái phần sau của hạ thân kỳ 4 hoặc quanh túi mật những cái săn động mạch tĩnh mạch gan thì cái giảm tổn thương quanh dây chằng liều này thì cái chúng ta gặp rất nhiều thường theo các nghiên cứu thì có thể thấy được ở trên 20% với những người bình thường có thể thấy những tổn thương này, những tổn thương này là cái tổn thương giảm tỷ trọng và giảm hơn thuốc và nằm cạnh sát cái dây chằng liều thường là hay gặp ở cái vị trí của cái hạ thân kỳ 4 hoặc là có thể là thân thể bên cái tổn thương này thì kích thước nhỏ được vào tầm 1 cm do nguyên nhân của cái điểm này là cái việc mỡ của dây chằng hoặc là cái việc mà dẫn lưu này ngày khác cái nó sẽ thay đổi cái tỷ trọng. Thứ hai là cái tổn thương nào rất hay thấy là cái vùng mà nhiễm mỡ của cái tổn thương gan cái vùng sau của cái hạ thân kỳ 4 cái điểm mà thì chúng ta cần phân biệt để một bệnh nhân có cái tổn thương mình thấy là không tín hiệu trên T2 và tổn thương giảm tỷ trọng ở trên cái các lớp vi tính trực tiếp thì hạ thì bốn nó có thể nó có cái định cược để chuyển qua không nào không bị thay đổi cái đường đi và cái đường đi này nó không có bị phối trên cái dung thì nó phải mà thấy đây là cái tổn thương nhiễm mỡ. Cũng như một cái bệnh nhân mà chúng ta cũng thấy cái tổn thương rất giống nốt đặc biệt nên bệnh nhân này có cái ung thư của cái đại tràng nữa à, chúng ta cần đánh giá xem liệu đây là một cái tổn thương mà gan nhiễm mỡ cũ hay là đây là một cái tổn thương khác thì trên đấy chúng khi nó phê thì nó thấy là cái tổn thương này nó giảm tín hiệu thì nó phê bệnh nhân này đã được chỉnh thiết kết quả thường là gan nhiễm mỡ cũ thôi. Tiếp theo nữa là những bệnh nhân mà được chụp cắt lớp chính mà thì chúng ta thấy là những cái xương tổn tĩnh mạch gan là những cái nốt rất sớm và thì động mạch và những cái gì tĩnh mạch và thì muộn thì nó sẽ về đồng nhận tự trọng của thành nhu mô gan thường là ngoài vi có thể kích thước nhỏ ở trên cái này trên cổng từ thì những cái vùng tổn thương này thì trên cái chữ xung T1 T2 hay là diffusion thì chúng ta thường sẽ không quan sát thấy tín hiệu thay đổi tín hiệu những cái vùng này đây là cái dấu hiệu để nó phân biệt. Tiếp theo là cái việc mà đánh giá sau điều trị thì cái rễ xít thì cái bác sĩ Ngân lúc nãy đã một đã trình bày rất là rõ ràng rồi em xin bổ sung một số cái trên cái chẩn đoán hình ảnh thì cái việc mà đo cái kích thước của cái tổn thương này thì sẽ đo trên cái chiều dài lớn nhất và chúng ta phải đo cả cái viền uống thuốc ở phía bên ngoài trên cái lớp vi tính cổng từ chúng ta sẽ dùng cửa thông T1 sau tiêm để sẽ đo tốt nhất thì tĩnh mạch và cái việc mà đánh giá đáp ứng thì chúng ta sẽ so sánh so với cái lần chụp trước và để so sánh cái việc mà tiến triển cái trước là đánh giá xem là bệnh nhân đối với cái điều trị này thì đáp ứng hoàn toàn hay là một phần hay là ổn định hay là tiến triển và một cái lưu ý nữa là cái việc mà đo cái thước kích thước của cái trên cái tiêu chuẩn đã đo thì mỗi pha lúc mà sử dụng các cái pha khác nhau trên cùng một bệnh nhân thì chúng ta có thể thấy là cái kích thước nó có thể thay đổi thì tĩnh mạch thì động mạch có thể trước tiêm nó có thể thay đổi với nhau thế nên là cái việc quan trọng nhất là đối với mỗi lần đo và đánh giá thì chúng ta cần phải đo cùng thì và cùng một cái protocol chung để đánh giá chính xác cái việc mà nó thay đổi là tăng lên hay là đi.
Xin lỗi chỗ bác sĩ Thư hình như là có trục trặc về đường mạng. Xin lỗi mọi người chờ một phút nha. Xin lỗi à, do vấn đề về mạng nên là nó vừa bị mất và vừa kết nối lại. Em xin trình bày tiếp về cái và thì cuối cùng thì em xin kết luận là chẩn đoán nha, có vai trò rất là quan trọng trong cái việc mà chẩn đoán đánh giá di căn ung thư của đường tiêu hóa trước và sau điều trị. Về hình ảnh điển hình của di căn thì chú ông nốt đàn ông có viên ở xung quanh trên các lớp vi tính là nốt kém viên thì còn từ thì nốt thì có tán tốt kém, chúng ta cần phải biết được một số cái chuẩn đoán phân biệt, một số cái tổn thương đánh giá thì cái phim các lớp vi tính cộng từ đánh giá sau điều trị phải đi xịt và phải đi xịt. Đây là một số cái khuyến cáo của cái số hiệp hội về cái việc mà chúng ta sẽ lựa chọn cái phương pháp mà chuẩn đoán hình ảnh nào để đánh giá. Thì người cố có thể làm đột quỵ thì có khuyến cáo rằng đối với những cái tổn thương nhỏ hoặc là trên nền đã nhiễm mỡ cũng từ có viêm, đặc biệt là sử dụng cái thuốc có đặc hiệu thì có độ đặc hiệu và độ nhạy cao hơn các lớp vi tính, nên là với những cái tổn thương nhỏ nên ưu tiên sử dụng kim chụp cộng tử. Theo đồng thuận của các chuyên gia của tiêu hóa về di căn gan thì đối với những cái xương mà mới phát hiện nguyên phát tiêu hóa thì cần nên sử dụng các lớp vi tính có tiêm thuốc để đánh giá. Thứ nhất là đánh giá nguyên phát giai đoạn INN cần chụp đủ 3 thị trước tiên là tĩnh mạch. Tiếp theo là đối với những cái tổn thương nhỏ hơn 15 mm mà được phát hiện trên các lớp vi tính thì đa số gần như 80% là tổn thương này đã tĩnh, tuy nhiên vẫn có một phần 10 đến 20% tổn thương này có thể là các tổn thương lành tính khác, thế nên là có thể cần phải sử dụng trên cộng từ để ra thêm cái tổn thương này. Vì những bệnh nhân mà mắc ca đại trực tràng mà có thể phẫu thuật được thì cái việc mà sử dụng có kim chụp cộng từ sử dụng thuốc độc điều trị có thể thay đổi cái liệu pháp điều trị của một ba bệnh nhân, thì nên các nghiên cứu tôi cũng chưa đưa vào cái khuyến cáo cụ thể cần phải chụp cái cộng từ đúng như vậy. Trên đây là toàn bộ cái bài trình bày của em. Xin cảm ơn tất cả các thầy cô các bạn đã nghe.